hay là một trong những cái kỹ năng là chị chưa hiểu ý em với Hương á đó. Đó đúng rồi, ý em với Hương là vẫn là một ngựa như một con tám tám không không triệu, đi không con 12 triệu chứ không phân biệt một đúng ngựa, rồi các bạn cũng hiểu ý chị hả, ví dụ nó sẽ có cái 7 triệu hoặc cái 6 triệu đúng không, nhưng mà ngay từ đầu chị đã chọn cái model tốt nhất cho khách hàng rồi. Nhưng mà chị nếu như vậy lúc đầu chị phải giải thích là tại chị sẽ đã lựa chọn cái model tốt nhất một ngựa dòng này, em thấy một ngựa tốt nhất là 8 triệu em lựa cho anh rồi đó anh, hoặc là anh tham khảo thêm dòng cao hay là một công suất cao hơn là 1,5 triệu. Tức là chị phải đưa nhấn mạnh là nếu anh muốn xài một ngựa thì cái này là cao nhất rồi. Ban đầu chị có nói luôn là dòng sản phẩm này là làm lạnh xanh, làm lạnh nhau, làm lạnh nhanh và sâu chẳng hạn, ví dụ như vậy. Chị đã có đưa ra những cái tính năng mà khách hàng đang cần, chị chưa nói đó là cao cấp nhất và khách hàng đang muốn cái cao cấp hơn. Nhưng mà chị đã có giải thích cho khách hàng là cái sản phẩm giá 10 triệu đó. Khách hàng ghé cứ sao thật sự tâm thầy ơi, thầy có thể cho xin góp ý được không thầy, khi mà bạn nói là